Xin chào Việt Nam. Ui, Gao Đỏ nói tiếng Việt nha anh. Ước gì được gặp Gao Đỏ nhờ. Dậy đâu cháu ơi. Anh cho mày vé gặp Gao Đỏ, Gao Xanh luôn này. Tưởng nằm mơ mà hóa ra mình sắp được gặp Gao Đỏ và Gao Xanh tại Việt Nam thật anh em ạ. Vé sẵn ở trên tay đây này. Sự kiện sẽ diễn ra tại tòa nhà The Toy Center Hà Nội. Đến đây các bạn sẽ được trải nghiệm không gian ngập tràn các mô hình siêu xịn và siêu hiếm của dòng phim siêu nhân Gao, Super Sentai, Gundam, Transformer và có cả mô hình anh Tuấn Ngọc kia kìa. Đồ xịn nhìn khác bọt thật sự, chi tiết tốt như đồ của Apple. Ngày xưa mình mê chú sư tử trong Gao Icarus này lắm này. Ở đây có hẳn hai chiếc cực hiếm luôn. Bước lên tầng 2 còn có nhiều mô hình hơn nữa. Đây là chú voi trong siêu nhân Cuồng Phong này, nhưng mà là bản to, giá xương xương, và chiếc iPhone 14 Pro Max. Còn một rừng đồ ở đây, thú thực là mình không đếm nổi giá trị bao nhiêu nữa. Nhưng mà chưa hết nhá, chung cuối, mô hình mạ vàng cực hiếm của siêu nhân DK, giá xương xương trăm củ. Còn có cả bộ biến hình siêu nhân Phi Long cũng là mạ vàng, gần trăm củ một chiếc. Có cái này biến hình thì ngầu nhất phố. Còn nhiều mô hình độc và lạ nữa. Nhưng mà hẹn các bạn ngày Gao Đỏ và Gao Xanh đến Việt Nam, chúng ta cùng đến đây trải nghiệm nhá.